Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 năm canh tí. Ngày này là ngày canh tí, tháng mậu tí, năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh bích thượng thổ ngày canh tý tức can sinh chi nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm bích thượng thổ kỵ tuổi giáp ngọ bính ngọ ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tý lục hợp với sửu tam hợp với thìn và thân thành thủy cục sông với ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tỵ vài tuổi xung khác trong ngày tuổi nhâm ngọ bính ngọ giáp thân giáp dần tuổi xung trong tháng tuổi bính ngọ, giáp ngọ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao mạng đức tinh, tốt mọi việc, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao quan nhật, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt yếm đại họa, sáu đối với xuất hành giá thú sao nguyệt kín chuyển sát kỵ khởi công động thổ sao thiên địa chuyển sát kỵ khởi công động thổ sao phụ đầu giáp kỵ khởi công động thổ về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây bắc tài thần hướng tây nam sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là trong ngày này với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan đỏ mệnh cho nên công việc của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra theo chiều hướng tốt làm đau xong đó bạn mệnh tuổi Tý trong ngày này cũng nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tán thưởng của đầu nghiệp nhờ vào năng lực nổi trội cũng như là tinh thần trách nhiệm cao của bạn đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực mà bạn tuổi Tý đã bỏ ra trong thời gian qua. Nhân thời điểm này, với bạn tuổi Tý nên đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn nữa để tạo động lực cho bản thân mình cố gắng hơn nữa. Đừng có vội hài lòng với thực tại, dụng cảm bước ra khỏi vòng an toàn và bạn sẽ đạt được nhiều thứ hơn nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thủy họa xung khắc, cái điều này cho thấy với bà tuổi Tý có thể sẽ vấp phải sự phản đối của người thân trong gia đình. Mọi người không thực sự tin tưởng vào những gì bạn làm và lo ngại bạn trèo cao ngã đau và với bà tuổi Tý nên tránh tỏ thái độ gay gắt với người nhà, hãy chứng minh cho họ thấy rằng bạn dám nghĩ thì sẽ dám làm và chắc chắn sẽ đạt được mục đích của mình. Vậy tử vi tuổi giáp tý thuộc kim công việc học hành gặp nhiều thuận lợi tử vi tuổi bính tý thuộc thủy cấp trên tin tưởng và giao cho nhiệm vụ quan trọng tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa không nên ở mại trong vùng an toàn tử vi tuổi canh tý thuộc thổ nên có mục tiêu cao xa hơn tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc không nhận được sự tin tưởng của người nhà Vài đánh giá của bà tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày Tí Sửu nhị hợp cho thấy bạn tuổi Sửu có thể được vận quý nhân giúp sức trong ngày hôm nay, nhờ vậy mà bạn tuổi Sửu có những vấn đề vốn đang làm khó bạn thì sẽ tìm ra cách giải quyết tháo đáo công việc nhờ vậy tiến nhanh hơn rất nhiều. Trong ngày này, các mối quan hệ của bạn tuổi Sửu với cấp trên, đồng nghiệp, đối tác xã giao cũng trở nên hài hòa. Điều này giúp cho bạn mệnh tuổi Sửu có được cơ hội gặp được những người cùng chí hướng, cùng lý tưởng với mình. Những người như vậy sẽ giúp cho bạn tăng thêm sự tự tin và phát triển bản thân hơn nữa. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, tình cảm vợ chồng có được sự xuân sắc, hai bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau chính là nguồn động lực để cho bạn tuổi Sửu cố gắng làm những điều tốt đẹp nhất cho gia đình của mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương khắc nhắc nhở bạn mệnh tuổi Sửu nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Và với bà tuổi Sửu đừng chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc mà mặc kệ sức khỏe của mình có ra sao thì ra. Làm việc quá sức có thể gây ra rất nhiều bệnh nguy hiểm mà với bạn tuổi Sửu không nên được chủ quan. Ngày này với bạn tuổi Sửu trong ngày có tin báo tốt lành, niềm vui đến, gặp gỡ trao đổi công việc được thuận lợi, bạn không cần phải lo lắng, bạn đang có được tin báo lộc khố theo chân, tài lộc ầm ầm đổ về nhà về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim có quý nhân phù trợ trong công việc tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy tìm được người chung chí hướng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa công việc tiến triển thuận lợi tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ nên quan tâm đến sức khỏe của bản thân tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc vợ chồng đồng lòng gia đình hạnh phúc vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ, tuổi giàu. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên bạn tuổi dần đang có được báo hiệu làm rất tốt công việc của mình, bạn tháo gỡ được những vướng mắc của mình và bạn cũng trở nên điềm đạm bình tĩnh và khéo léo hơn để giải quyết các mối quan hệ xung quanh mình nữa. Với bạn tuổi dần trong ngày này không muốn làm mít lòng ai và cũng không muốn cuộc sống của mình trở nên căng thẳng chỉ vì những hiểu lầm không đáng có. Bạn tuổi dần, bạn nghĩ rằng thay vì tốn thời gian cho những rắc rối ấy thì để làm việc có ích cho bản thân mình còn tốt hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần, bạn cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy, với bạn tuổi dần, bạn là người rất biết chăm lo cho gia đình của mình, dù là nam hay là nữ. Bạn đề cao tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục con trẻ và biết làm thế nào để mang đến môi trường phát triển tốt nhất cho con cái của mình. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, gia đình êm ấm, con cái ngoan ngoãn. Tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, giải quyết những rắc rối bằng lý trí. Tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, các mối quan hệ xã giao được hài hòa. Tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, quan tâm và chăm lo cho gia đình. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim, xác định được những mục tiêu để cố gắng lâu dài hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi ngọ, tuổi hợi. tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung tí ngọ Mão Dậu cho nên trong ngày hôm nay không thực sự là một ngày xôn xịa với bạn mệnh tuổi Mão bạn tuổi Mão là người có tầm nhìn xa trông rộng dám suy nghĩ những điều lớn lao nhưng lại không biết cách thể hiện ý tưởng của mình. Với bạn tuổi mão thường tỏa ra khá ngạo mạn, nối năng không kiêng nể ai, thậm chí là khinh thường người khác nếu như thấy có bất đồng quan điểm với bản thân mình. Bạn dễ gây mất lòng với những người xung quanh chính vì cái tính cách luôn xiêm mình là trung tâm của đám đông. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh nhắc nhở bản mệnh tuổi mão nên thay đổi tư tưởng bảo thủ của mình nếu muốn thăng tiến xa hơn nữa. Với bạn tuổi mão, cần phải học cách lắng nghe và đón nhận những ý kiến trái chiều. Và với người ngoài, bao giờ cũng có cái nhìn sáng suốt hơn người trong cuộc, có những vấn đề bạn không nhận ra nhưng người khác lại thấy rất rõ, và với bạn tuổi mão đừng có vội kết luận rằng người khác sai và bản thân mình luôn đúng kẻo bạn lại hối hận về sau này vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy không chịu tiếp thu ý kiến của người khác tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa dễ trở nên nóng nảy gắt gỏng tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ nên học cách lắng nghe nhiều hơn tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tư tưởng bảo thủ đang kìm hãm sự phát triển của bạn. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim dễ gây mất lòng người khác. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi hợi, tuổi tuất. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thìn, chua chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tý thìn phù trợ, cho nên bạn tuổi thìn đang có được báo hiệu đón nhận những tin mừng về con đường công danh sự nghiệp của mình nhờ cục diện này nâng đỡ. Những người đi làm thì tạo dựng được uy tín nhờ vào năng lực của bản thân, những bạn học sinh thì dễ dàng thi cử đỗ đạt và giành được điểm cao. Bên cạnh đó, trong việc định hướng về con đường phát triển của bản thân mình trong ngày hôm nay vô cùng là quan trọng. Với bà tuổi thìn cần phải đối diện thẳng thắn với chuyện này thay vì cứ trốn tránh và sống mông lung như hiện tại. Một mục tiêu rõ ràng sẽ giúp cho bạn rút ngắn được thời gian tìm kiếm và tập trung cố gắng để vươn tới thành công nhanh hơn vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh sẽ mang đến cho bạn mệnh tuổi thìn có được cơ hội phát tài nho nhỏ trong ngày hôm nay. Đặc biệt là những người làm nghề kinh doanh buôn bán tự do tuy không phải là món lợi quá lớn để cho bạn bật lên hẳn nhưng nó cũng giúp ích rất nhiều cho kế hoạch kinh doanh của bạn đang ấp ủ bấy lâu nay. Ngày này đối với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khắc thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi thìn với nửa kia đang gặp một vài trục trặc do cái tính ương bướng không ai chịu nhường nhịn ai của cả hai người. Nếu cứ như vậy, tình cảm của hai bạn sẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều vết rạn nứt khó có thể hàn gắn được với nhau. Và ngày này đối với bạn tuổi Thìn, xuất hành đi xa thì được thuận lợi, có quý nhân phù trợ, mọi việc thông suốt, thi cử, ký kết hợp đồng đều được lợi thế hơn người. Và bạn tuổi Thìn, đừng quên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam để tăng thêm vận may cho mình. Về tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc họ, sự nghiệp được thuận lợi, có cơ hội thăng tín từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ tạo được uy tín cho bản thân từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc nên có định hướng rõ ràng cho tương lai từ vi tuổi canh dần thuộc kim có cơ hội phát tài nho nhỏ từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy tình cảm trục trặc ngày càng nhiều vết rạn nứt vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp năm sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỷ thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày của tỷ kim xuất hiện, cho nên bản mệnh tuổi Tỵ sẽ được trao cho cơ hội thể hiện mình nhiều hơn trong công việc. Và với bạn tuổi Tỵ, hãy tự tin với năng lực, kiến thức và kinh nghiệm mà mình đang tích lũy bấy lâu nay. Và với bạn tuổi Tỵ ạ, Đừng chưa bắt đầu mà đã nghĩ rằng không làm được. Hãy nghĩ về thành quả ngoạt ngào mà bạn có thể nhận được nó sẽ tăng thêm cho bạn rất nhiều động lực. Ngoài ra, trong ngày thứ tư này, đối với bà tuổi tỵ bạn cũng nên cải thiện các mối quan hệ của mình trong tập thể. Bạn nhiệt tình với mọi người, mọi người cũng sẽ nhiệt tình lại với bạn. Nếu bạn có gặp khó khăn, chắc chắn mọi người đều sẽ rất vui vẻ giúp đỡ cho bạn một tay. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc hỏa cái điều này cho thấy, với bạn mạnh tuổi tỵ dù là ham công tích việc đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng cần quan tâm tới gia đình của mình. Việc xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái cần phải có bàn tay của cả vợ và chồng, chứ đừng có mặc định rằng đó là trách nhiệm của riêng ai. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ gia đình lục đục, tình cảm vợ chồng nhạt phai, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nên tự tin hơn về bản thân mình, tử vi tuổi kỵ tỵ thuộc mộc, chủ động nắm bắt cơ hội khi cơ hội đến, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim nên tìm cách cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy được trao cho cơ hội thể hiện năng lực của mình. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 1, số 5, giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi giàu. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để xem những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo... Mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình xung tí ngọ mạo dậu cho nên bạn tuổi ngọ đang có điểm báo sẽ gây ra không ít rắc rối trong ngày hôm nay. Nguyên nhân từ việc bản mệnh tuổi ngọa không biết cách kìm chế cái tính nóng nảy, bốc đồng của mình, cho nên dễ nói ra những lời thiếu suy nghĩ, gây mất lòng người bên cạnh. Trong cái mối quan hệ xã giao, cả công việc, lận cuộc sống của mình, với bạn tuổi ngọ, bạn có duyên khác phái rất chi là tốt, nhưng lại không biết cách tiết chế được cảm xúc cá nhân, khiến cho đối phương cảm thấy thất vọng khi tiếp xúc trực tiếp với bạn. Và với bạn tuổi ngọ, trong ngày hôm nay, nếu như có kế hoạch hẹn hò hay là xiêm mặt, thì bạn nên chú ý cái cách cư xử, hành xử của mình để cho buổi hẹn hò diễn ra được tốt đẹp hơn, cũng như là gây dựng được ấn tượng tốt trong mắt của người kia. Ngoài ra, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho thấy bạn mệnh tuổi ngọ còn dễ đưa ra những quyết định nóng vội, bốc đồng, mà không nghĩ đến hậu quả của nó về sau. Điều này khiến cho bạn có thể mất một khoản tiền nhô nhỏ để sửa chữa sai lầm do chính bản thân của mình gây ra. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim không biết cách kiềm chế cảm xúc, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy dễ hành động bốc đồng gây mất lòng người khác, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa chú ý giữ khoảng cách với người khác giới. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ không nên quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc nên thực hiện công việc nằm trong kế hoạch của mình. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện tí mùi tương hại. Đây là điểm báo mà làm cho bạn tuổi mùi dễ phạm phải tiểu nhân làm ảnh hưởng xấu tới công việc của mình. Biểu hiện xuất sắc của bạn tuổi mùi trước đó khiến cho những kẻ tiểu nhân sinh lòng ganh ghét và đố kỵ người đó sẽ tìm cách để phá bệnh bạn bằng được. Do vậy, bản mệnh tuổi mùi trong ngày thứ tư này nên hành động thận trọng, nối năng cẩn thận, không tạo điều kiện cho kẻ xấu bắt thóp và hãm hại bạn. Dù có gặp phải chuyện gì đi chăng nữa thì bạn tuổi mùi cũng cần phải giữ được bình tĩnh hết sức có thể. Bạn càng nôn nóng, càng để lỡ những sơ để lộ những sơ hở của mình về phương diện sức khỏe của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu giảm sút do thời gian làm việc của bạn quá dài và không có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý. Bạn hãy nhớ là tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, dù hết vẫn có thể kiếm được, nhưng sức khỏe thì khác, chẳng thể có thứ gì gì có thể đánh đổi được. Xem tử vi ngày này đối với bạn tuổi mùi ạ. Ngày này là ngày tốt để cho bạn làm tất cả mọi việc. Nếu như bạn có kế hoạch ấp ủ trong suốt thời gian vừa qua, thì bạn mạnh nên nhân cơ hội này để thực hiện ngay. Bạn sẽ nhận được kết quả được như ý muốn. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc kim nên giữ được đầu óc tỉnh táo và sáng suốt. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa sức khỏe giảm sút. Cơ thể lên tiếng báo động, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ nên thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc dễ có những hành động bốc đồng. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là Với bạn tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ đây là dấu hiệu cho thấy chuyện tình cảm của bạn tuổi thân đang rất ngọt ngào và xuân xỉa. Bạn tuổi thân, bạn biết cách thể hiện tình cảm của bản thân mình một cách vừa phải để cho người ấy cảm thấy thoải mái và không bị ngọt ngạt. Ngày hôm nay cũng là ngày có cát khí ngập tràn, đào hoa rực rỡ, cho nên đối với những bạn đang còn độc thân sẽ có được cơ hội nhận được không ít sự chú ý của những người khác phái còn có người ra ám hiệu khá rõ ràng với bạn và bạn tuổi thân đừng có chần chờ gì nữa mà không nhân cơ hội này để thoát thoát khỏi kíp fa đi bạn nhé bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh và với bạn tuổi thân đang gấp rút hoàn thành những mục tiêu công việc trong những tháng cuối năm để mong chờ được đốn một cái tết ấm no những nỗ lực của bạn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Và trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi thân, nếu như bạn có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng tốt giúp cho công việc của bạn tuổi thân trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn rất chi là nhiều. Trong ngày này đối với bạn tuổi thân, bạn cũng đang có được nhiều cơ hội để cải thiện tình hình về tài chính cho bản thân. Số gặp được quý nhân, công việc thuận lợi, cầu tài, xuất hành đều rất tốt. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, đào hoa rực rỡ, đôi lứa hạnh phúc, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân, có cơ hội thoát ế, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, hoàn thành tốt công việc. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, tràn ngập hy vọng tích cực về mọi việc. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tụi tí, tụi thìn, tụi tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dậu thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi dậu, cho chúng ta thấy là với bà tuổi dậu trong ngày này có thể gặp phải nhiều ảnh hưởng xấu do vấp phải cục diện ngộ hành tí dậu tương phá gây ra trong ngày hôm nay. Rất có thể sẽ có kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc bạn lơ là để niếm đá dấu tay, vu cáo để hãm hại bạn. Do đó, với bạn mệnh tuổi dậu cần phải hết sức thận trọng và tìm cách chủ động ứng phó với kẻ tiểu nhân ngay lập tức hiệu quả. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi thân, bạn mệnh hoàn toàn không cần phải quá lo ngại với cục diện này nếu như bạn luôn làm việc đúng bổn phận và chức trách của mình. Dù kẻ xấu có đơn đặt ra sao thì cũng chỉ là những lời nói dối trá, vô căn cứ, sẽ chẳng ai tin vào những lời không có thật ấy cả. Bù lại, trong cái vận trình ngày này đối với bà tuổi dậu nhờ có chính tài nhập cục cho nên, con đường tài lộc của bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay đang rộng thanh thang. Bạn vừa có thu nhập ổn định từ công việc chính của mình, lại vừa kiếm thêm được một khoản không nhỏ nhờ ngày tay trái. Tài chính với bạn tuổi dậu trong ngày này có được sự vững vàng khiến cho bạn mệnh vô cùng là an tâm. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng cũng sẽ mang đến cho bạn tuổi Dậu một thể chất tuyệt vời để theo đuổi những điều mình mong muốn. Bạn tuổi Dậu, bạn hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe, nếu không có sức khỏe sẽ chẳng thể nào làm được gì, cho nên bạn luôn dành thời gian để rèn luyện thân thể mình đều đặn hàng ngày. Và ngày này đối với bạn tuổi Dậu, trong ngày đang có thiên hỷ chủ về sự vui vẻ, hòa nhã, gặp nhiều điều may lành tài lộc được tăng tín. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có tiểu nhân ném đá dấu tay. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa đường tài lộc được sáng sủa. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ tài chính ổn định để thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc sức khỏe được ổn định nhờ chế độ rèn luyện thường xuyên. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim sống đúng với bổn phận và trách nhiệm của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi tuất thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bà tuổi tuất đang nhờ có được thực thần chia nhỡ, cho nên con đường tài lộc của bà tuổi tuất trong ngày hôm nay đang có được cơ hội thăng tín chóng mặt. Bạn mệnh tuổi tuất thu được khoản lợi nhuận không nhỏ từ công việc kinh doanh buôn bán hiện tại của mình không phải lộc từ trên trời rơi xuống mà đến từ chính sự nỗ lực và tài năng vốn có của bạn tuổi Tuất. Nhân cơ hội này, với bà tuổi Tuất có thể nghĩ tới việc mở rộng quy mô kinh doanh, tìm hiểu thêm các mặt hàng tiềm năng để đa dạng hóa hàng hóa. Như vậy sẽ giúp ích cho bạn rất chi là nhiều trong việc kinh doanh buôn bán để tăng thêm thu nhập cho mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tuất bạn lại đang gặp ngày có thổ khác với thủy. Cái điều này có thể gây ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ làm ăn của bạn tuổi tuất. Việc thiếu sự tin tưởng khi hợp tác sẽ khiến cho bạn và đối tác luôn dè chừng, đề phòng lẫn nhau. Mà một mối quan hệ hợp tác không có niềm tin làm căn bản thì sẽ khó có thể bền lâu. Với bạn tuổi tuất trong ngày này đang có được báo hiệu đi xa thì gặp được người có quý nhân giúp đỡ, có tài, có danh tín, có tin vui trong gia đạo. Bên cạnh đó, trong ngày này với bạn tuổi Tuất, vị trí nhân thần nằm ở thắt lưng, cạnh trong khớp cổ chân, mô bàn chân. Vì vậy, với bạn mệnh tuổi Tuất nên tránh sự tổn thương, va chạm, mộ xẻ và châm chích ở các vị trí này. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc họ nên suy nghĩ tới việc mở rộng quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tài lộc tăng tín buôn bán đắt hàng, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, mối quan hệ hợp tác làm ăn không được tốt, từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, nỗ lực tức đó được đềm đáp xứng đáng, từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, cần xây dựng niềm tin với đối tác. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 5, số 7, giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi mão. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 23 tháng 12 năm 2020 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang gặp được ngày có tam hội nâng đỡ, cho nên bà tuổi hợi sẽ đón nhận một ngày thứ tư cả về công việc lẫn truyền tình cảm rất chi là tốt. Trong công việc, bà tuổi hợi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ sự khéo léo và duyên dáng bẩm sinh của bạn. Và với bà tuổi hợi, bạn biết cách gây ấn tượng tốt với những người xung quanh và nhận được sự yêu mến của nhiều người ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên với bạn. Đó là lý do bạn vô tình khiến cho trái tim ai đó rung lên mà không hề hay biết. Và với bạn tuổi hợi, đừng quá ngạc nhiên khi sau buổi gặp gỡ bạn bè hay là đối tác mà lại nhận được tin nhắn hội tham từ người mới gặp hôm nay. Bạn xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên, những người đã có gia đình rồi thì nên giữ khoảng cách thích hợp để không gặp phải những rắc rối không đáng có xảy ra với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi hợi, lại đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi hợi phải trả giá đắt vì tính cả tin của mình vì tin người Thái có mà bạn tuổi Hợi không chút mãi may nghi ngờ ý đồ của đối phương thành ra lại tự mình hại mình vài từ vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa xây dựng được các mối quan hệ xã Giao thuận lợi từ vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ có cơ hội gặp được quý nhân từ vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc giải quyết được vấn đề còn vướng mắc từ vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim có định hướng cho tương lai, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy nên quan tâm nhiều đến sức khỏe của mình. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi mão, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, và hẹn gặp lại.